Chuyến hành trình ngày hôm nay thì bọn mình hướng về phía nam, hướng về phía Wollongong. Từ Sydney này đến địa điểm cũng không xa lắm, chỉ khoảng 1.5 tiếng lái xe mà thôi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì cuối cùng mình cũng đã tới cái biển. Bây giờ thì mình đang mang đồ đi lặn để chuẩn bị đi bắt hào. Họ có cái hồ bơi sát biển luôn nè. Tất cả đều miễn phí các bạn ha, ai thích thì bơi luôn. Đó. Ngày hôm nay tình hình bắt hào với lại bắt bào ngư thì không khó khăn lắm. Vì hiện tại thì thủy triều đang rất là cao, rất khó ra xa bờ để bắt. Shell Harbor. Này có những cái chỗ ta cắm trại nè, thấy không? Các bạn thấy là người Úc rất là thích cắm trại luôn. Đó, này cắm trại quá trời luôn. Ta cắm trại quá trời luôn ha. Đã mua xe cắm trại được. Và biển ở đây thì cũng khá là đẹp các bạn ha. Giờ thì đang bọn mình đi tìm vận may, thử coi là có bắt được cái con bào ngư nào hay không. Má ơi, nước lạnh bất trời luôn. Mùa hè nước lạnh ngắt mà. Ê, chào các bạn, bây giờ thì mình đang đi bắt hào nè các bạn. Đó, mình đang bắt hào. Mình đi vào những cái bãi đá mình bắt hào, bắt kia abalone là cái bào ngư. Mình đang săn tìm bào ngư. Chiều thì mình sẽ đi bắt tôm các bạn ha. Rồi gấu mình đòi lụm mấy cái rong biển này về nấu canh kìa. Bờ sóng hôm nay khá là cao và bãi này rất là nhiều đá. Chuyện đi ra xa bờ để bắt hào và bào ngư là không khả thi. Trời ơi, mấy cô này cầm điện thoại chụp hình làm mình tưởng có gì đặc biệt. Thì là chụp một con cua có chút xíu, mình nhìn hoài cũng không thấy nó đâu. Và có lẽ tình hình của nhóm mình ngày hôm nay không được khả quan lắm. Nãy giờ đi vòng vòng mà vẫn chưa bắt được cái gì. Và bây giờ thì bọn mình tiếp tục cố gắng đi vòng quanh bờ biển xem để coi có thu hoạch được gì không. Và bây giờ thì mình thử lặn vào khu bãi đá để xem coi là dưới biển có gì đặc biệt không. Lặn ngon quá trời luôn. Ngắm cá, ngắm đồ rất là đã. Nhưng mà biển ở Úc mặc dù là mùa hè cũng rất là lạnh đó các bạn ha. Phải mua kêu cái xuống chống mình nè. Nó giữ ấm cơ thể. Nếu không là sẽ rất là lạnh. Có vẻ là bắt bào ngư không thành công thì mọi người chuyển qua thử bắt ốc và bắt hào. Chú này thì đang cố gắng đục thử mấy con ốc nè. Cứ
Cuối cùng là tình hình không mấy khả quan, thế là bọn mình đành phải quay về nơi tập kết để chuẩn bị qua một cái địa điểm khác. Bạn nữ Aileen này đã cố gắng vớt vát thể diện cho nhóm bằng cách săn bắt một con cá con, lay hoay hết 15 phút nhưng mà vẫn không thể nào thành công. Sau khi đi bắt bào ngư và hào thì không thành công, nên nhóm mình trực chỉ có cái hồ tên là Euler Water. Và bọn mình sẽ đi bắt xà huyết để gỡ gạt lại cái tiền ngu mà mình lỡ đóng cho chính phủ để mua cái giấy phép license. Từ bên kia lái xe qua đây chỉ mất 5 phút mà thôi. Và cuối cùng thì bọn mình cũng đã tới được cái hồ, nói đúng hơn nó là một cái đầm lầy. Và khu đầm này thì không sâu lắm ha, cái nước gì thì tới ngang đầu gối, tới ngang hông mà thôi. Mọi người có vẻ hăng say và rất tập trung cao độ, với một quyết tâm không thể đi về với hai bàn tay trắng được. Cuối cùng thì ông trời cũng đã đền đáp cho công sức mò mẫm suốt 15 phút. Đây là những con sò huyết mập mạp đầu tiên mà nhóm mình thu hoạch được cho tới ngày hôm nay. Và đây là một cái túi chống nước rất thích hợp cho bỏ các thiết bị điện tử như điện thoại, chìa khóa xe hơi. Đây, cầm ra. Đây, 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 phải không? Tuyệt vời, nhóm mình hôm nay thu hoạch rất là khá, sò huyết rất là to. Nghĩ là do các lệnh hạn chế của chính phủ Úc cho nên là sò huyết ở đây rất là phát triển và cũng rất là nhiều. Nãy giờ không có dò được con nào hết. Thôi anh cầm cho tất cập đi, đây dưới được không? Cái dài của anh, cái dày của anh không có cầm. Giờ tháo dây ra hả? Thôi bỏ cho cái bọc đi lâu á. Bao nhiêu con này đếm nha. Lá đếm mà có 60 con này mà. Giờ cứ tưởng tượng mình bắt được 10 con đi. Rồi anh đếm 50 con. Nguyễn hả? Nhưng mà hôm nay bị lạnh. Chắc là hả? Bị chắc không? Bị không phải không? Dưới mấy bụi riêu quá dạ. Thôi bỏ đi, nhỏ rồi đừng lấy. Mình vì nha, mình phải chảnh, bỏ tiền. Đã bỏ tiền mua giấy phép thì phải lựa những con bự to mà đem về ăn chứ, cho nó đã chứ. Tám chục con. Vậy là bọn mình đã bắt vượt mức cho phép rồi, nhưng không sao, mình sẽ chia sẻ với các thành viên khác. Vì nè mình đâu được bự đúng không? Hả? Not sure. Hãy tốn sao? Six more fun, you guys know. I have to really tell you. That's why you give us. Anh bạn này thì anh không có mua cái giấy phép, cho nên là hầu như là anh bắt được con nào cũng đưa hết cho mình. Kệ, nhờ gì mà mình được hưởng soái. Hé hé. Trời thì bây giờ đã bắt đầu về chiều và mọi người có vẻ vẫn còn rất là hăng hái, vẫn chưa có muốn dừng lại. Wow, bây giờ anh này đã bắt được nguyên một gia đình sò huyết luôn kìa, nguyên một chùm luôn, bao gồm cha con dòng họ, nội ngoại, cháu nội, cháu ngoại. Và bây giờ thì đoàn mình cũng đã kết thúc và di chuyển tới địa điểm tiếp theo, cũng là tiết mục mà mọi người mong chờ nhất, là chính là bắt tôm, bắt cua. Chắc không có ai kiểm nha.
Bây giờ thì mọi người bắt đầu tổng kết chuyến hành trình mò sò huyết. Và đây là thành quả của nhóm mình, ba người. Nhiều nay nấu một nồi cháo là hết sảy luôn. Và bây giờ thì bọn mình bắt đầu đếm số lượng sò huyết chia theo đầu người mà bọn mình thu được, để đảm bảo mỗi đầu người có 20 con. Nếu mà bị kiểm tra vượt quá số lượng thì sẽ bị phạt rất là phiền phức các bạn ha. Bây giờ thì mình đang đợi trời bắt đầu tối, mình sẽ đi bắt tôm. Đó, bây giờ trời thì bắt đầu mới có gần 7 giờ, trời vẫn còn sáng trưng. Chắc mình phải đợi tới 10 giờ đêm trời tối thì mình mới đi bắt tôm được. Còn bây giờ thì mình nãy giờ lội sình đó, các bạn thấy ông sình kia. Thì nãy mình bắt thì không có nắng, nó lạnh chết. Giờ mình bắt chuẩn bị về thì nắng nó lên. Bây giờ thì sình dính tay dơ, mình phải đi toilet công cộng để rửa sạch sẽ, ăn tối rồi đợi trời tối. Và bây giờ thì bọn mình lái xe về phía bên kia hồ, nơi mà hồ này giáp với cửa biển, để bắt hải sản khi trời tối. Mình thật háo hức quá đi. Chứ tự nhiên mình tắm, mình thay đồ chi, xong rồi tối mình cũng đi mình mò tôm nữa. Chỉ sau khoảng 5 phút lái xe thì bọn mình cũng đã tới đến địa điểm. Bạn đã thấy rằng là cái hồ này rất là to ha. Lái xe hơn 5 phút mà chỉ đi được một phần nhỏ của cái hồ thôi. Và bây giờ thì mình cũng đã đến cửa biển, nơi cái hồ giáp ranh với biển. Quý vị các bạn cũng thấy là nước ở đây rất là yên ngã, cho nên rất thích hợp cho việc săn bắt hải sản của bọn mình vào đêm nay. Và tranh thủ lúc còn sớm thì mình sẽ đi vòng vòng quay cái khung cảnh xung quanh cho quý vị các bạn xem. Nơi đây có cái công viên nhỏ, có rất nhiều hoạt động trò chơi rất thích hợp cho các gia đình có trẻ nhỏ. Thấy chim quá trời luôn ha, Út đi đâu cũng thấy chim hết. Quý vị các bạn cũng thấy đó, rất nhiều người họ chọn nơi đây làm nơi cắm trại. Và bây giờ thì nhóm mình đang nấu bữa ăn tối trước khi đi câu tôm tối nay. Ôi quý vị nhìn kìa, cái con bồ nông nó đang đậu trên cái đèn đó. Nó bất động trên ngọn đèn làm mình cứ tưởng là đồ giả. Con này cũng vậy nè, mình cứ tưởng là con chim giả người ta gắn lên, ai ngờ đó là con chim thật. Nó đậu trên cái đèn, nó đứng yên bất động luôn. Bây giờ thì đồ ăn thì vẫn có chưa có sôi, nấu nãy giờ hơn 20 phút rồi nhưng mà vẫn chưa thấy cả quan gì hết. Chim thì nó đã bu đầy chờ ăn chật rồi nè. Vì lúc này đang bước vào Tết Tây cho nên mọi người chơi pháo cũng khá là nhiều. Trời đã bắt đầu tối dần và bây giờ thì bọn mình mới bắt đầu được ăn. Nói chung là tranh thủ ăn đơn giản, còn để đi bắt tôm nữa. Khi mọi người đang tập trung ăn uống thì chị bạn này đã lặn lội đi ra bắt thử. Nghe nói là bị con cua này kẹp và chị đó đã giận dữ và đạp cho nó một phát. Bây giờ nó sụi lơ luôn rồi. Chung là thằng cua này nó ngu lắm nè. Đừng có làm phụ nữ nổi giận, hậu quả sẽ rất là nghiêm trọng. Đó là kinh nghiệm bản thân của tôi. Và đây là chân dung của chị Đại đã khiến em cua sụi lơ. Tội nghiệp chàng cua chưa trải sự đời. Gấu nhà mình thì ẵm ké con của người khác. Bây giờ thì trời đã bắt giờ tối. Bây giờ thì nãy giờ mình ở đây chơi, mình ăn tối. Rồi bây giờ thì mình lại bắt đầu khoảng trời tối mình đi bắt tôm ha. Rọi đèn bắt tôm. Tại vì buổi tối thì tôm nó mới lên, mình rọi đèn thì mình đi dợt tôm. Mọi người kia đang đi bắt câu cá kìa. Đó, xách gần câu đi câu cá tầm. Bây giờ thì mọi người đã đi bắt bắt cua rồi, bắt tôm rồi nè. Đi bắt cua bắt tôm mà vợ tôi lấy một cái vợt giống như vợt cá lòng tông vậy đó, làm cho mọi người cười ầm ĩ luôn. Này thì dùng tay bắt rồi nhét vô cái vợt chứ làm sao mà vợt được vậy trời.
my goodness, the big crab. Oh, so good. Oh, lại lại lại. Oh, trời mưa to là. Cô này đã bắt được một con ghẹ khá là to luôn ha, cực kỳ đã luôn. Được cua nào vậy? À bắt cua con á hả? Cua nó bày 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 luôn kìa. Quá trời luôn kìa. Nó trơn quá, nó không bò được. Cua này ăn được không ta? Anh cua này ăn được không anh? À, anh biết. Mọi người không nói, không bắt được, mọi người không nói gì chắc là ăn được mà. Trời chưa quay thì quay. Cái nó cũng ăn được không ta? Em nghĩ bắt được chắc mọi người mới không cản mình bắt hết chứ, nếu mà ăn không được mọi người cản bắt thôi.
nè, nè, đó. Thấy không, thấy không, thấy không? Ừ. Mày kịp không? Kịp, đang quay. Xin lên à. Đã làm vậy? Vậy thật chị? Cho nó chui xuống, chui xuống đất. Cho nó chui xuống đất. À, cho xuống đất á. Mày con quỷ thấy nó chui chui. Không, nãy nó chui, hết mấy con rồi, chọc nó, chui xuống đất. Ừ. Nó như chặn đường đó, thấy nó chui hết. Nè, cái đống anh nè. Không bự con nhỏ nha. Mọi người không biết luôn. Cũng hay chưa thấy bao giờ luôn á, cho nên không biết. Không có nhúc nhích luôn nữa đâu, sợ. Hù quá hoài, tội nghiệp. Chứ bắt gì đó, nếu mình có mình cua nữa. Sai ra hả? Sai ra lấy nước của nó hả? Hả? Bà anh đi chào ấy. Yeah, he has to work tomorrow. Ah, okay, so enough for today. Enough fun today. Ờ, đi cho ta là, chào mừng hà là. Hello, xin chào các bạn. Thì đây là cái video về cái ngày đi chơi mò vua bắt ốc của mình ở vùng quê nước Úc ha. Thì tới đây thì cũng khoảng tối rồi, bây giờ mình chuẩn bị lái xe về. Thì video thì đến đây cũng đã kết thúc rồi. Thì hành trình lái xe thì chắc cũng không có cái gì thú vị để quay cho quý vị các bạn xem hết, cho nên là mình sẽ xin tạm biệt tại đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi, hy vọng các bạn tiếp tục hãy theo dõi kênh của mình và ủng hộ mình. Mình sẽ tiếp tục cho ra những cái video hấp dẫn hơn và sinh động hơn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và chúc các bạn một năm mới tới tay nhiều an khang và vui vẻ. Thân ái, bye bye.